Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng, đầu tuần tới Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh với cường độ yếu và lệch đông. Nhiều nơi ảnh hưởng không khí lạnh sẽ có mưa và nền nhiệt giảm. Từ ngày 22 tháng 4, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng khiến thời tiết chuyển mát hơn và có thể có mưa. Đến thứ ba ngày 23 tháng 4, không khí lạnh về đến Hà Nội và các khu vực lân cận, nhiệt độ giảm 5 đến 6 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ. Đến thứ sáu ngày 26 tháng 4, đợt không khí lạnh thứ hai sẽ về miền Bắc cũng sẽ khiến nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng. Theo chuyên gia khí tượng, những đợt không khí lạnh có đặc điểm là nhẹ và tan đi nhanh chỉ sau khoảng 1 đến 2 ngày, rồi nhiệt độ tăng mạnh trở lại trời nóng. Ngoài ra, gió thường là đông đông bắc thay vì bắc đông bắc như mùa đông, nên trời không khô hanh mà có thể vẫn ẩm một số nơi có mưa. Ông Vũ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, chúng tôi nhận định vẫn còn những đợt không khí lạnh yếu trong thời kỳ tháng 4 và sang tháng 5. Những đợt không khí lạnh chủ yếu tác động ngắn ngày và ảnh hưởng đến nền nhiệt ít. Tuy nhiên, không khí lạnh trong mùa chuyển tiếp này gây ra thời tiết đặc biệt nguy hiểm như rông tố, lốc mưa đá vào thời kỳ tháng 3 vừa rồi. Trước đó, nhiều quận, huyện ở Hà Nội như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đông Anh, Gia Lâm, Mỹ Đức, Trương Mỹ, Ứng Hòa cũng đã đón trận mưa xối xả kèm sấm chớp mưa đá. Gió thổi mạnh khiến nhiều cây xanh gãy đổ đè lên các nhà hàng ô tô ven đường. Tại phường Trung Hòa, quận Nam Từ Liêm, người dân ghi nhận đá rơi thưa, kích thước bằng đầu đũa, tan nhanh khi tiếp đất. Còn ở huyện Đông Anh, người dân cũng ghi nhận mưa đá xuất hiện kéo dài khoảng hơn 10 phút rồi hết. Nhiều người dân ở huyện Trương Mỹ cho biết mưa đá xuất hiện tại khu vực xã Nam Phương Tiến, Đồng Lạc, Đồng Phú. Các viên đá nhỏ đường kính khoảng 2-3cm đi kèm theo mưa là rông, sấm chớp. Mưa lớn đã kèm rông gió cũng khiến nhiều cây xanh gãy đổ trên phố Quan Sứ, Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Quang Trung, quận Hà Đông. Theo số liệu đo mưa từ công ty thoát nước Hà Nội, mưa lớn chút xuống nhiều quận huyện của Hà Nội trong vòng 30 phút, nơi có lượng mưa lớn nhất là Hà Đông với 31 mm, Nam Từ Liêm 27 mm, cầu Giấy 20,7 mm. Trung tâm khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội. Dự báo đêm nay và chiều tối ngày 21 tháng 4, bắc bộ tiếp tục mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa 20 đến 40 mm.